Chào các bé, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Anh nhé. Our world vocabulary. Chủ đề: thế giới của chúng ta. Earth. Trái đất. World map. Bản đồ thế giới. Northern hemisphere. Bắc bán cầu. Southern hemisphere. Nam bán cầu. Equator. Đường xích đạo. North Pole. Bắc cực. South Pole. Nam cực. Continent. Lục địa. Asia. Châu Á. Europe. Châu Âu. Africa. Châu Phi. North America. Bắc Mỹ. South America. Nam Mỹ. Antarctica. Nam cực. Australia. Nước Úc. Pacific Ocean. Thái Bình Dương. Atlantic Ocean. Đại Tây Dương. Indian Ocean. Ấn Độ Dương. Arctic Ocean. Bắc Băng Dương. Country. Đất nước. North. Phía Bắc. South. Phía Nam. East. Phía Đông. West. Phía Tây. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Hãy đăng ký và theo dõi kênh Dạy Trẻ để có thêm nhiều bài học bổ ích hơn nữa nhé.